chuyến công tác quan trọng chưa kịp thực hiện của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Dự kiến ngày 23 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tới New York, Mỹ và có bài phát biểu quan trọng tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng ông đã không kịp thực hiện. Theo chương trình nghị sự, phiên thảo luận cấp cao khóa 73 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2018 với chủ đề Làm cho Liên Hợp Quốc gắn bó với tất cả người dân, lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm vì các xã hội hòa bình, công bằng và bền vững. Dự kiến đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao khóa 73 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ lên đường tới New York vào ngày 23 tháng 9. Sáng ngày 27 tháng 9 theo giờ New York, tối ngày 27 tháng 9 giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp cấp cao này. Ngày 28 tháng 9, Chủ tịch nước sẽ rời New York về Hà Nội. Theo giới phân tích, sự hiện diện của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại phiên họp cấp cao khóa 73 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện uy tín, vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang xúc tiến các cuộc vận động để ứng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Cuộc bầu cử vị trí này sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2019. Việt Nam không chỉ là đại diện của Đông Nam Á mà được 54 quốc gia nhóm châu Á-Thái Bình Dương tại Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua đề cử là ứng viên duy nhất vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dành cho nhóm nhiệm kỳ 2020-2021. Điều này thể hiện sự ủng hộ và tín nhiệm cao của các nước trong khu vực đối với vai trò và năng lực của Việt Nam. Ngày 20 tháng 9, cơ quan đối ngoại cao nhất của Việt Nam vẫn thông báo lịch trình công tác và kế hoạch chuyến đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được chuẩn bị chu toàn. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu đi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không kịp thực hiện chuyến công tác quan trọng này và từ trần vào sáng ngày 21 tháng 9. Trước sự ra đi đột ngột của người đứng đầu nhà nước Việt Nam, chiều ngày 21 tháng 9 giờ New York, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Phát biểu trước khi khai mạc phiên họp toàn thể thứ 3 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 trước sự có mặt của đại diện 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đại Hội đồng bà Maria Fernanda đã thông báo về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của Chủ tịch, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đề nghị đại diện các nước tham dự phiên họp dành một phút mặc niệm cho Chủ tịch Trần Đại Quang. Cùng ngày, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio đã ra tuyên bố bày tỏ sự đau buồn đối với sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tuyên bố của người phát ngôn Liên Hợp Quốc ông Tiffany Judaric cho biết Tổng thư ký bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của Chủ tịch Trần Đại Quang, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Tuyên bố có đoạn viết là người bạn của Liên Hợp Quốc và là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ luôn được tưởng nhớ ở cả trong và ngoài nước. Tuần làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào hồi 10 giờ 5 phút sáng nay, ngày 21 tháng 9 năm 2018 do mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng trước khi rút hơi thở cuối cùng, ông đã có một tuần làm việc với nhiều hoạt động trên vai trò Chủ tịch nước. Tiếp cố vấn nhà nước Myanmar, ngày 13 tháng 9 năm 2018, tại phủ Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước Myanmar, trưởng đoàn Myanmar tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2018. Chủ trì phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Sáng ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ 6. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Phiên họp thứ 6 để xem xét thảo luận cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Quốc hội Trung ương về nội dung sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016-2021. Ban báo cáo của Quận ủy Trung ương về việc điều chỉnh đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội. Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao về đề án đổi mới tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chánh,
báo cáo về một số vấn đề tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của một số địa phương, gửi điện thăm hỏi Tổng thống nước Cộng hòa Philippines. Ngày 18 tháng 9, sau khi nhận được tin siêu bão Mangkhut gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền Đông Bắc Philippines, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống nước Cộng hòa Philippines. Tiếp chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Chiều ngày 19 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trong đó, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thường xuyên tiếp xúc, trao đổi trong khuôn khổ quan hệ hai nước, đồng thời ký nhiều hiệp định cấp chính phủ và có văn kiện hợp tác, đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. Bức thư cuối cùng cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. Nhân dịp Tết Trung Thu năm Mậu Tuất 2018, ngày 20 tháng 9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Thư Chủ tịch nước viết: các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, đón Tết Trung Thu năm nay, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất. Bác rất vui khi các cháu tu dưỡng, rèn luyện, yêu lao động, ham học hỏi, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhiều cháu đã vượt khó, vươn lên đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui của nhà trường, gia đình và xã hội, làm cho đêm hội trăng rằm thêm vui tươi, bổ ích. Các cháu yêu quý, Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa. Sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn, thân ái. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông tử trần hồi 10 giờ 5 phút, sáng ngày 21 tháng 9 năm 2018, hưởng thọ 62 tuổi. Khi còn sống, ông luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê nhà. Những lần chủ tịch nước về thăm quê là những kỷ niệm khó quên. Đối với người dân vùng đất cố đô Hoa Lư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện ven biển Kim Sơn, cách thành phố Ninh Bình khoảng 30 km. Khi còn làm Bộ trưởng Công an và sau này làm Chủ tịch nước, ông luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê nhà. Ông nhiều lần về thăm quê và để lại những kỷ niệm sâu sắc. Những chuyến về thăm quê của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đều có ý nghĩa về nguồn như thăm và dâng hương đền vua Đinh Lê, thăm người thầy giáo dạy học năm xưa, thăm trường cũ, thăm trung tâm điều dưỡng thương binh. Ngày 3 tháng 4 năm 2016, một ngày sau khi được Quốc hội khóa 13 bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về Ninh Bình dâng hương tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành tại khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư để tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân. Trong chuyến thăm quê này, ngày 3 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp gỡ thân mật lãnh đạo chủ chốt, cán bộ tỉnh Ninh Bình. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước dặn dò và mong muốn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình phát huy hơn nữa để đưa vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh có thu nhập cao về kinh tế, thu hút khách du lịch bậc nhất của cả nước. Chủ tịch nước tặng hoa chúc mừng thành tựu tỉnh Ninh Bình đạt được. Ngày 21 tháng 8 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang về thăm huyện Kim Sơn, nơi ông từng sinh ra. Chủ tịch nước đã cắt băng khánh thành trường trung học phổ thông Kim Sơn B, nơi trước kia ông từng học tập. Tại lần về thăm quê này, Chủ tịch nước cũng đã tặng nhiều món quà ý nghĩa để con em quê hương vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong học tập. Chủ tịch nước thăm và động viên các thầy cô và học sinh trường trung học phổ thông Kim Sơn B, tri ân những người có công với đất nước. Ngày 10 tháng 1 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Đinh Dậu cho các cán bộ, thương binh, bệnh binh tại trung tâm. Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, động viên khích lệ từng thương binh, gắng điều dưỡng tốt để vượt qua khó khăn, bệnh tật, để vươn lên trong cuộc sống. Trước đó, khi còn làm Bộ trưởng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã về thăm thầy giáo cũ của mình, là thầy Phạm Thạnh, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kim Sơn B. Để tri ân thầy đã dạy dỗ, trong những ngày học, dưới mái trường cấp 3 quê nhà.